Anthony Joshua vượt qua nỗi sợ để đấm gục Andy Ruiz ở đại chiến quyền Anh hạng nặng 2019. Ông báo Eddie Hearn tin rằng Anthony Joshua đã vượt qua chấn thương tâm lý sau trận thua vừa rồi và đã sẵn sàng giành lại danh hiệu vô địch của mình. Trước trận tái đấu sắp diễn ra chỉ trong vòng chưa đầy một tuần, vấn đề tâm lý và sự chuẩn bị của Anthony Joshua luôn được mọi người chú ý đến kể từ sau trận thua đầu tiên của sự nghiệp. Rất nhiều ý kiến đã được đưa ra sau trận đấu, cho rằng Joshua nên nghỉ ngơi lâu dài hoặc tìm huấn luyện viên mới. Tuy nhiên, cựu vô địch người Anh đã quay lại tập luyện không lâu sau đó, và hiện tại Eddie Hearn hoàn toàn tin rằng Joshua đã sẵn sàng cho trận đấu. Tôi đã trò chuyện với Joshua vài ngày trước, anh ấy đang ở Ả Rập Xê Út và đang rất vui vẻ. Anh ấy đã tập luyện rất chăm chỉ và đã thon gọn xuống, có thể Joshua đang đấu tập lần cuối, Eddie Hearn nói. Đã phải mất một thời gian để anh ấy vượt qua thất bại của mình, anh ấy đã phải tự hỏi bản thân vài câu hỏi. Nhưng cái cách mà Anthony vực dậy thật đáng khâm phục. Anthony Joshua đã ném tất cả mọi thứ vào đợt tập huấn này và tập luyện không thể nào chăm chỉ hơn. Đây không phải là một gã trốn tránh thử thách, không phải là một gã tìm kiếm một trận đấu dễ dàng. Cứ mỗi trận đấu, anh ấy lại đi vào sâu hơn trận trước. Anh ấy đang làm điều đó một lần nữa. Một trận đấu dễ dàng không nằm trong từ điển của Joshua. Tạo ra một di sản đã luôn là động lực. Và tôi tin rằng Joshua sẽ chiến thắng và khi anh ta làm được, đó sẽ là một điều tuyệt vời. Đó là một trận đấu khó khăn, một trận đấu 50-50. Joshua đã phải vượt qua chấn thương về tâm lý khi thua trận đầu tiên trước Ruiz. Các bạn hãy đăng ký kênh YouTube của Tri Thức Vô Tận để đón xem các clip tiếp theo. Anthony Joshua lần đầu tiên tự mổ xẻ thất bại trước Andy Ruiz của bản thân mình. Trong một cuộc phỏng vấn với Max Boxing vào cuối tuần qua, cựu vương hạng nặng Anthony Joshua đã lần đầu tiên phân tích vì sao anh thất bại trước Andy Ruiz. Trước khi trận đấu xảy ra, Joshua là nhà đương kim vô địch hạng nặng WBA, WBO và IBF với bảng thành tích bất bại. Vào thời điểm đó, Joshua như một tượng đài không thể bị đánh bại. Và nếu như phải chọn một tay đấm có thể hạ gục Joshua, không ai có thể nghĩ đến Andy Ruiz. Andy Ruiz là võ sĩ thay thế Jaren Miller sau khi tay đấm này dương tính với chất cấm. Với việc sở hữu ngoại hình mập mạp và chiều cao khiêm tốn, không ai tin rằng Andy Ruiz sẽ chiến thắng. Trong buổi phỏng vấn với Mark Boxing, Joshua đã chia sẻ cảm xúc của anh trước khi trận đấu bắt đầu. Trong đầu tôi lúc đó chỉ là làm cách nào để có thể thách đấu với Deontay Wilder. Tôi không hề nghĩ tới việc sẽ chiến thắng trận đấu trước mắt như thế nào. Có thể nói việc Joshua tạm thời bỏ quên sự tồn tại của tay đấm người Mexico chính là lý do lớn nhất khiến anh thất bại. Khi trận đấu xảy ra, hiệp 1 đã diễn ra như dự tính. Joshua cho biết trong 30 giây đầu, anh đã nghĩ Ruiz không thể theo kịp tốc độ của tôi. Anthony Joshua khẳng định rằng hiệp 1 cả hai tay đấm chỉ thăm dò lẫn nhau. Khi hiệp 2 bắt đầu, Joshua nhớ rằng anh đã nghe thấy tiếng khán giả lo ó. Theo nhiều nguồn tin cho biết, tiếng lo ó bắt đầu có vì xung đột trên khán đài. Tuy nhiên theo lời của Anthony Joshua, anh tưởng rằng khán giả chê cách anh thi đấu và điều này đã ảnh hưởng đến tâm lý của anh. Vào hiệp 3, Joshua đã khiến cho Ruiz đo ván lần đầu tiên trong trận. Nhưng sau đó Ruiz đã trả đòn ngay lập tức và cho Joshua gục xuống trước khi hiệp 3 kết thúc. Tiếp theo Andy Ruiz đã cho Joshua đo sàn thêm 3 lần nữa, kết thúc trận đấu một cách đẹp mắt. Tại buổi họp báo sau trận đấu, Joshua đã được hỏi về việc liệu anh còn có khả năng nào thách đấu với nhà vô địch WBC Heavyweight Deontay Wilder và Tyson Fury. Joshua đã trả lời, tôi vẫn còn muốn đối đầu với họ, nhưng tôi phải lấy lại đai từ Ruiz trước. Tiếp tục trả lời phỏng vấn với Mark Boxing, Joshua cho biết, tôi thà tiếp tục thi đấu và nằm trên sàn, còn hơn là để trọng tài kết thúc, tuy nhiên ông ta chỉ làm đúng nghĩa vụ mà thôi. Hiện tại Joshua đã xác nhận sẽ so tài lần thứ hai với Ruiz tại Ả Rập Xê Út vào ngày 7 tháng 12. Tuy nhiên với việc Andy Ruiz không vừa lòng với khoản thù lao, diễn biến trong quá trình đàm phán sẽ còn tiếp tục. Các bạn hãy đăng ký kênh YouTube của Tri Thức Vô Tận để đón xem các clip tiếp theo. Thề không khoan nhượng và sẽ hạ Anthony Joshua bằng sức mạnh mới. Andy Ruiz khẳng định anh sẽ là một mối nguy hiểm đối với Anthony Joshua trong trận tái đấu. Nhà vô địch người Mexico cho biết anh ấy đã rất cố gắng để chuẩn bị cho trận tái đấu,
và đã sẵn sàng cho trận đánh lớn vào cuối năm nay. Andy Ruiz đã có một trận thắng gây chấn động thế giới khi hạ gục Anthony Joshua và giành được toàn bộ danh hiệu vô địch của Joshua. Và bây giờ trong trận tái đấu, cả hai võ sĩ đang rất cố gắng để khẳng định mình là nhà vô địch thực sự. Hiển nhiên cả Andy Ruiz cũng đang cố gắng để khẳng định mình và đã sẵn sàng cho trận đấu vào cuối năm nay. Tôi có rất nhiều sự tôn trọng dành cho Anthony. Ở bên ngoài sàn đấu, anh ấy là một người rất tuyệt vời, Andy Ruiz chia sẻ. Nhưng bên trong sàn đấu hoàn toàn không có bạn hữu, sẽ không có sự tôn trọng hay bất cứ thứ gì cả. Đây sẽ là một trận đấu khó nhằn. Tôi nghĩ đây là trận đấu rất khó khăn, nhưng cuộc sống sẽ không có gì là dễ dàng. Thế nên chúng tôi tập luyện rất cần lực. Chúng tôi sẽ chuẩn bị cho tất cả những gì mà anh ấy đem đến. Tôi sẽ đạt được thể trạng tốt hơn, nhẹ hơn, nhanh hơn và mạnh mẽ hơn. Họ sẽ tin vào tháng 12, họ sẽ thắng. Mọi người luôn nói như thế, nhưng tôi còn có niềm tin rằng chúng tôi thắng và làm bọn họ phải im miệng lại. Andy Ruiz đã thon gọn hơn rất nhiều so với trận đầu tiên. Có thể thấy được Ruiz đã cố gắng cho trận đấu này. Hiển nhiên rằng Ruiz không phải người duy nhất cố gắng trong trận đấu này. Anthony Joshua cũng đang tập luyện và trở nên thon gọn hơn so với trận đấu đầu tiên. Điều này sẽ giúp anh nhanh hơn và giúp giảm tiêu hao thể lực hơn. Tất nhiên vẫn chưa nói trước được điều gì, kết quả chắc chắn sẽ phải chờ vào cuối năm nay. Các bạn hãy đăng ký kênh YouTube của Tri Thức Vô Tận để đón xem các clip tiếp theo. Dan Wilder khiến sao ngoại hạng Anh nổi điên vì tán tỉnh vợ trẻ siêu mẫu ở bar. Ngôi sao đang chơi ở giải ngoại hạng Anh Riyad Mahrez đã tỏ vẻ không hài lòng khi nhà vô địch boxing Dan Wilder tán tỉnh vợ anh tại một hộp đêm. Những người bạn của cầu thủ người Algeria tiết lộ, cả hai người họ nói chuyện với nhau có vẻ rất thân thiết tại bàn VIP của Wilder tại một hộp đêm ở Manchester. Bên cạnh các cầu thủ nổi tiếng, cũng như các cô nàng, vợ và bạn gái của các vận động viên nóng bỏng khác, họ chỉ chăm chăm cười đùa tán gẫu với nhau, bạn có thể cảm thấy dường như họ đã rất thân thiết với nhau, từ một nguồn tin tiết lộ với The Sun. Nhưng bởi nơi họ làm điều ấy có rất nhiều ánh mắt đổ dồn về sự thân mật của cả hai. Hộp đêm này là nơi tập trung những cầu thủ bóng đá và những cô nàng wax, thậm chí các đồng đội của Riyas cũng đã ở đấy. Rita thực sự đã đến đó cùng với em gái của Riyas, người rất hợp gu với cô, và họ không phải đến chơi. Một trong số những người họ còn định tiến lại gần và kéo Rita ra khỏi đan thay, người luôn cố gắng giữ cô ta bên mình. Các tin đồn về cuộc gặp gỡ giữa Rita nhanh chóng đến tai cầu thủ chạy cánh người Algeria, một người Hồi giáo không uống rượu và luôn chủ động tránh xa lối sống trụy lạc điển hình của các ngôi sao bóng đá. Nhiều nguồn tin cho biết, cầu thủ thuộc biên chế Man City đã rất tức giận khi biết Wilder, nhà vô địch WBC và đã có 8 đứa con, không mất nhiều thời gian để tiếp cận Rita. Theo đó, Wilder đã bất chợt nhìn thấy Rita ở hộp đêm, và giờ Bron Bomber đã nhờ một trong những vệ sĩ của mình đến mời vợ của Riyas Mahrez đến bàn của mình. Cô ấy không biết anh ta là ai, nhưng chẳng mấy chốc, cả hai người bắt đầu trò chuyện một cách vui vẻ trong sự ngỡ ngàng của đồng đội của Mahrez và những người khác có mặt trong hộp đêm. Tin đồn đã đến tai của Riyas gần như ngay sau đó, anh ấy biết được thông tin ấy ngay sáng ngày hôm sau. Riyas ban đầu bị sốc, nhưng sau đó là cơn phẫn nộ và những chuyện đã xảy ra. Anh ấy không thể giữ bình tĩnh thêm được nữa, nguồn tin cho hay. Rita đã kết hôn với Mahrez trong bí mật ở tuổi 28 và tổ chức lễ kỷ niệm đầy xa xỉ vào tháng 8 năm 2015. Cầu thủ chạy cánh người Algeria đã có cùng với Rita hai người con, ngay sau đó họ đã gặp Wilder vào cuối tháng này. Vào ngày hôm sau, Wilder, người đã có trận hòa gây tranh cãi với Tyson Fury vào tháng 12, đã bị phát hiện cùng với đội trưởng của câu lạc bộ Manchester United Paul Pogba. Mahrez đã trở thành bản hợp đồng kỷ lục của Manchester City vào tháng 7 năm 2018 khi họ chi đến 60 triệu bảng Anh để đưa anh về từ câu lạc bộ Leicester City. Anh chính là một trong số những cầu thủ quan trọng nhất trong chiến dịch vô địch giải ngoại hạng Anh của bầy cáo. Rita có 372.000 người theo dõi trên Instagram, bao gồm cả Wilder. Bên cạnh đó, cô chỉ theo dõi 50 người, trong đó cũng có Wilder. Tay đấm người Mỹ được biết đến đã đính hôn với người mẫu Taylor Swift, một ngôi sao trong chương trình truyền hình Aslan Watts, đồng thời cũng là mẹ của một trong những đứa con của The Bones Bromer. Một Dan Wilder với thành tích 41 trận đấu chuyên nghiệp bất bại sẽ có trận tái chiến với Tyson Fury vào tháng 2 năm sau.
Các bạn hãy đăng ký kênh YouTube của Tri Thức Vô Tận để đón xem các clip tiếp theo.